Từ khi Trung ương ban hành nghị quyết số 25 và quyết định số 218, những nội dung cốt lõi đã được tỉnh ủy kịp thời cụ thể hóa thành các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện trong toàn đảng bộ. Qua đó tạo ra sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận. Cơ chế, đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ và phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng được các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện. Dân chủ đại diện được phát huy, dân chủ trực tiếp được mở rộng, vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền được nâng lên. Việc thực hiện tốt công tác dân vận đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Minh chứng là thu ngân sách của tỉnh năm 2022 thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố có số thu ngân sách cao nhất cả nước. Đến nay, có 4 huyện, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 108 trên 126 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 85,7% tổng số xã. Về thu hút đầu tư, Thái Nguyên là điểm sáng trong cả nước với 181 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 10,5 tỷ đô la Mỹ. Các xếp hạng về cải cách thủ tục hành chính, sự hài lòng của người dân, sự tương tác giữa người dân và chính quyền về chuyển đổi số đều tăng mạnh, đứng trong top 5, top 10 toàn quốc. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Dân vận Trung ương ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh Thái Nguyên trong thực hiện nghị quyết số 25 và quyết định số 218. Đồng chí đề nghị thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa mối quan hệ, đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ và phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Chú trọng nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới, quan tâm nhân rộng các mô hình, điển hình, dân vận khéo, xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận các cấp có năng lực, trình độ, kinh nghiệm, có kỹ năng, phương pháp công tác khoa học, công tâm, khách quan, thực hành theo phong cách dân vận của Bác, óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Tại hội nghị đã có 25 tập thể và 35 cá nhân tiêu biểu được khen thưởng trong việc thực hiện nghị quyết số 25, quyết định số 218 và phong trào thi đua dân vận khéo.